Mến chào toàn thể các bạn học viên tại VDC Academy đã đến với chương trình Talk Show được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên fanpage của VDC Academy. Đây là một chương trình với những chủ đề vô cùng mới nói về cuộc sống của các bạn học viên tại VDC Academy. Và tuần này mình rất hân hạnh khi được làm host trong Talk Show lần này. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Bảo Bảo. Hiện tại mình đang là học viên đang theo học tại VDC Academy và chuyên ngành của mình là ngành dựng hình 3D. Và như các bạn vừa mới thấy trong buổi photoshoot vừa rồi, đó là một ngày được làm celeb của Bảo Bảo tại studio VDC Academy. Và đây là những bộ cánh trang phục mà Bảo Bảo rất là ưa thích và đã sử dụng để đến VDC và học tại đây. Có một số bạn nói Bảo Bảo rằng là wow, Bảo ơi tại sao mà bạn đi học mà như đi diễn thời trang ấy. Thật ra mà nói thì mình rất là yêu thời trang các bạn. Và mỗi một ngày đến VDC mình luôn luôn muốn tạo ra một niềm cảm hứng mới về thời trang. Và mình đã quyết định đưa phong cách đó vào trong quá trình mình đi học tại đây. Và ngày hôm nay với chương trình Talk Show tại VDC, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về bản thân của mình và quá trình mình đang theo học tại đây cho các bạn cùng nhau biết thêm về bản thân của mình nha. Và qua chương trình này thì mình mong muốn tất cả các bạn sẽ hiểu hơn và sẽ có thêm nhiều góc cạnh, biết nhiều hơn nữa về Bảo Bảo. Và hy vọng các bạn sẽ cởi mở với câu chuyện của mình chia sẻ nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vừa tám chuyện với nhau, vừa chơi một con game rất là hay trên PS4, PlayStation 4. Và con game đó là con game gì thì mình nghe nói nó khá là mạnh mạo và nó khá là kịch tính. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vừa chơi game và vừa nói chuyện về cuộc đời của mình nhé. Mời các bạn. Let's go! Được rồi mọi người, đây chính là con game mà mình đang được chơi ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau vừa chơi game và vừa nói về bản thân của mình. Thì có một số bạn hay nói với Bảo Bảo là bạn ơi, tại sao bạn đi học mà bạn mặc đồ nhìn nó ấn tượng quá. Có một số bạn bị ấn tượng mạnh với mình đó, các bạn khi lần đầu tiên gặp mình á. Thì bản thân mình thì mình rất là vui khi mà được nhận những cái lời nhận xét như vậy. Có một số bạn thậm chí còn hỏi mình là Bảo Bảo ơi, bạn có phải là học trong trường sân khấu điện ảnh hay không? Mình mới trả lời là không bé ơi, đúng là mình có máu nghệ thuật thực, nhưng mà mình không có chọn ngành ca sĩ hay diễn viên làm cái nghề mà mình theo đuổi đó các bạn. Mình nghĩ là mỹ thuật thì có nhiều hướng đi, và một trong những cái hướng đi mà mình cảm thấy rất là thích và đam mê với đó chính là ngành dựng hình 3D. Và đó là lý do tại sao mà mình muốn theo học cái ngành này luôn, làm cái nghề nghiệp của mình sau này đó. Với lại một phần nữa các bạn biết sao không? Lần đầu tiên khi mà mình bước đến VTC Academy á, mình đã rất là ấn tượng với lại thiết kế nơi đây. Tại vì nơi đây á, làm cho mình có cảm giác giống như là mình đang đi đến một sàn diễn runway thời trang cao cấp quốc tế vậy đó các bạn. Và chưa kể là các anh chị nhân viên ở đây á, là ai cũng rất là đẹp, toàn trai xinh gái đẹp không à. Và điều đó cũng tạo cảm hứng cho mình để mà mình có thể tự tin và mặc lên mình những bộ trang phục độc đáo và ấn tượng và đến đây học mỗi ngày. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà mấy bạn sẽ thấy mình có rất là nhiều cái trang phục làm cho các bạn cảm thấy bị ấn tượng mạnh ha. Thực ra trước đây là mình không có chú tâm vào hình ảnh bản thân đâu các bạn biết không. Nhưng từ khi mà mình lên đại học thì lúc này mình có được nhiều sự pha chạm hơn. Mình có được nhiều sự trải nghiệm từ việc đi làm. Và mình thấy là mình cần phải đầu tư nhiều hơn về mặt hình ảnh. Và đó là lý do tại sao mà mình cảm thấy là mình có được một cái niềm cảm hứng trong lĩnh vực thời trang đó. Và mình thấy là cái việc mà mình mix and match nó là một cái cách để mà mình thể hiện cái chất riêng của một người nghệ sĩ. Và có một số người khi mà họ không có hiểu mình á, thì họ hay có một số nhận xét là tại sao mà ăn mặc ngược đời quá mà không có giống ai mặc ngược đời quá. Thì mình xin thưa là đời không ngược thì mình không được ngại. Thành ra là mình đã lăn xả thân hết mình vì thời trang luôn mấy bạn. Mình đã mặc những cái bộ trang phục miễn làm sao mà mình cảm thấy thoải mái nhất và hạnh phúc nhất. Tại vì đối với Bảo Bảo á, thì hạnh phúc nó đến từ những cái việc rất là nhỏ nhoi. Ví dụ đi ha. Nếu như mà các bạn lướt Shopee nè hay là lướt Lazada nè, mà các bạn săn sale được đúng một cái món đồ ưng ý với mình mà giá cả phải chăng á, mấy bạn có hạnh phúc không? Bản thân mình là mình cảm thấy là vô cùng hạnh phúc luôn đó nha, hạnh phúc hơn cả chúng số nữa. Thì đó là lý do tại sao mà mình luôn luôn cảm thấy không gì phải ngại khi mà mình mặc những cái trang phục ra đường.
Các bạn thấy là mỗi sáng khi mà các bạn thức dậy đó, các bạn nhìn vào trong gương và các bạn chọn cho mình những cái bộ trang phục mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất và các bạn cảm thấy hạnh phúc với cái trang phục đó. Và khi các bạn bước ra đường với một cái sự tự tin như vậy đó, thì cái điều đó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mình nghĩ là thời trang được tạo ra để làm cho người dùng cảm thấy hạnh phúc. Và vì thế cho nên là nếu như mà bạn cảm thấy hạnh phúc với cái trang phục của các bạn đang sử dụng thì đó chính là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và đối với Bảo Bảo thì đó cũng là một cái dạng niềm vui của mình. Thì các bạn biết là nếu như mà được gọi tên một phong cách mà mình thích đó nha, thì bản thân mình tương lai sẽ là một nghệ sĩ 3D. Và mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc với lại cái phong cách thời trang này, cho nên là mình sẽ đặt tên cho phong cách thời trang này đó chính là 3D hạnh phúc. Có nghĩa là điệu đà để hạnh phúc. Còn bạn nào muốn hiểu sao hiểu. Mà các bạn biết không, để mà tìm ra được phong cách bản thân của mình á, thì bản thân mình đã phải trải qua rất là nhiều cái khoảng thời gian nghiên cứu để mà tìm ra được nhiều trang phục phù hợp với lại bản thân của mình. Thậm chí là mình còn phải nghiên cứu luôn cả chất liệu vải nữa để xem coi là có phù hợp với lại cơ thể của mình hay không. Và các bạn sẽ thấy là chỉ là trang phục thôi mà tại sao mình lại chú trọng đến như thế, đúng không? Thì mình nghĩ như thế này nè. Bình thường đi ha, các bạn đi chơi hoặc là đi mua đồ ăn á, thì các bạn mặc đồ rất bình thường. Nhưng ví dụ như là các bạn đi gặp mẹ chồng đi, hoặc là đi gặp tiểu tam này, hoặc là đi gặp gấu yêu này, thì lúc đó là mình chắc chắn là các bạn cũng sẽ thay đổi trang phục thôi. Điều đó chứng tỏ là khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng mà chúng ta cần thể hiện cái sự tôn trọng của họ đó, thì mình sẽ phải thay đổi cái trang phục của mình như thế nào đó cho phù hợp với lại cái người đối diện của mình. Và mình cũng có một cái quan niệm là nếu như cái người đối diện của mình á là một cái người mà quan trọng và cần có được sự tôn trọng á, thì mình sẽ ăn mặc thật là đẹp để mà thể hiện cho họ thấy được cái sự tôn trọng của mình dành cho người đó. Cho nên là các bạn đừng quên là các bạn hãy đầu tư cho mình trang phục nha, để thể hiện được cái giá trị của bản thân cũng như là thể hiện được cái sự tôn trọng của bản thân các bạn đối với người đối diện. Và sau đây thì mình sẽ nói với các bạn về lý do tại sao mà mình theo đuổi cái ngành nghề này. Thì chính vì mình có một cái cảm hứng với mặt thời trang á, thành ra là mình đã tìm hiểu ha, mình đã tìm hiểu và theo học những cái ngành nghề hay là những cái nơi đào tạo nó có liên quan đến thiết kế thời trang. Thì hồi trước á là mình đã từng học đại học nha các bạn. Nhưng mà sau đó thì cái ngành nghề đó đó mình cảm thấy là không có phù hợp với lại năng lực của bản thân. Thành ra là mình đã quyết định là mình dừng lại và mình đi làm một khoảng thời gian. Và trong quá trình mà mình đi làm á, mình đã có rất là nhiều sự tiếp xúc, có rất là nhiều sự trải nghiệm. Và từ đó mình đã cảm thấy là mình có được một cái sự gọi là nhạy bén trong cái vấn đề gọi là lựa chọn trang phục. Và mình đã tìm hiểu và mình quyết định là sẽ theo học một khóa học về ngành thiết kế. Đó là lý do tại sao mà mình trước khi vào VTC Academy để theo học á, thì mình đã trải qua một khóa học về thiết kế 2D. Và cái chuyên ngành của mình đó là về thời trang. Đó là mình học cách mình vẽ những cái model, vẽ những cái người mẫu ở trên giấy. Và mình cũng học luôn cách sử dụng những cái phần mềm để mà vẽ trên máy tính nữa. Thành ra là mình đã có một cái nền về mỹ thuật sẵn rồi đó các bạn. Và khi mà mình học xong khóa học đó thì mình đã đi làm một thời gian. Và cái quá trình đó đối với mình nó khá là vất vả và khá là gian nan nha. Tại mình đã phải làm rất là nhiều cái lĩnh vực á, để mình có thể biết được xem là mình hợp với cái lĩnh vực nào. Thì cho đến một ngày khi mà mình thấy được những cái mô hình 3D ở trên những cái brochure quảng cáo của những căn hộ chung cư cao cấp trong những cái dự án bất động sản đó các bạn, thì mình mới thấy là wow, sao mà những cái sản phẩm này nó đẹp quá, nhìn nó lung linh quá đi. Và mình thấy là mình thật sự thích cái việc mà mình tạo ra những cái sản phẩm đó. Và lúc đó là mình mới tìm hiểu thêm nữa về cái ngành nghề này. Thì lúc đó là mình mới phát hiện ra rằng ra là đây là một mảng trong ngành thiết kế đồ họa 3D. Và từ đó là mình đã tìm hiểu thêm, rồi bạn bè mình cũng giới thiệu sơ sơ về những cái nơi đào tạo. Nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình đến với VTC á, thì VTC Academy đã tạo cho mình một cái cảm giác là mình có được cái sự gọi là tin tưởng để mà theo học vào ngành dựng hình 3D tại đây. Và đó là lý do tại sao mà mình đã follow theo cái chương trình học ở đây đã từ rất là lâu rồi đó các bạn.
Và do là mình đã có nền tảng về 2D rồi đó các bạn, cho nên khi mà mình quyết định học nâng cấp lên về cái mảng 3D đó, thì đó là một cái quyết định rất là đúng đắn của mình luôn, mình cảm thấy là như vậy đó. Và thế là mình đã quyết định là sẽ theo học ngành dựng hình 3D tại VLC Academy. Và tương lai mình sẽ trở thành một 3D artist. Đó, vậy là mình được gọi là nghệ sĩ đó các bạn. Thì cho nên là các bạn thấy ha, là với những cái trải nghiệm trong cuộc sống thì các bạn sẽ được định hướng cũng như là sẽ biết được là mình sẽ phù hợp để mà theo cái ngành nghề nào. Thì cho nên là thế hệ Gen Z của tụi mình đó, các bạn đừng có ngại để mà trải nghiệm nha, các bạn hãy trải nghiệm hết mình thì các bạn sẽ tìm ra được coi là mình phù hợp với lại lĩnh vực nào. Thì cái hồi đó, hồi xưa đó mấy bạn, khi mà mình quyết định mình đi học đại học á, thì để mà học đúng cái chuyên ngành mình yêu thích á, thì mình cũng phải gọi là cạnh đấu tranh rất là nhiều, đấu tranh tư tưởng rất là nhiều luôn á. Tại vì hồi đó là bảo là học không có theo cái chuyên ngành thiết kế mỹ thuật ngay từ những cái giây phút ở học ở đại học đâu, mà mình theo một cái ngành khác, đó là ngành công nghệ thông tin. Nhưng mà mình chợt nhận ra là bản thân của mình không có khả năng theo cái ngành này đó các bạn. Thành ra là lúc đó là mình đã quyết định là mình phải dừng cái việc học ở đó ở lại. Thì đó là một cái quyết định khá là khó khăn đối với mình, nhưng mà mình cũng phải gọi là dũng cảm thực hiện, để mà sau đó mình mới khám phá ra được là bản thân của mình á là thật sự thích cái ngành nghề nào và mình theo đuổi nó đến cùng luôn. Rồi mình đi làm một thời gian đó thì các bạn cũng biết rồi đó, là khi mình đi làm như vậy mình có được nhiều cái trải nghiệm, mình có được nhiều cái va chạm. Thì lúc đó là mọi người sẽ biết được là à, thì ra là mình có khả năng ở cái ngành nghề này nè. Thì Bảo cũng giống như vậy đó, sau khi mình trải nghiệm xong thì mình mới thật sự mình thấy là mình có cái niềm cảm hứng đối với mỹ thuật 3D ha. Rồi thì đó là tất cả những cái quá trình ngày xưa mình đi học. Thì tại VDC thì mình thật sự được tạo cảm hứng khi mà đến học tại VDC nha. Tại vì những cái ý tưởng của mình khi mà mình lên VDC thì đều được gọi là tuôn trào. Và các anh chị tại VDC cũng như là môi trường tại VDC thật sự đã tạo cho mình một cái cảm hứng để mà mình thể hiện được những cái ý tưởng của mình. Làm sao đó để cho mình cái thời gian mà mình học tập tại VDC á, nó là một cái thời gian thật sự là quý báu và thật sự là có ích. Và sau đây mình sẽ kể cho mấy bồ lý do tại sao mà mình biết đến VDC Academy nha. Vào một ngày đẹp trời, mình đang lướt web thì mình thấy VDC Academy hiển thị trên trang web của những ngành thiết kế đồ họa đó các bạn. Thì mình mới nhấn vào mình xem. Và khi mình nhấn vào mình xem thì mình chọn chuyên mục các ngành đào tạo. Thì lúc đó là mình thấy có rất nhiều ngành nghề trong này, từ thiết kế đồ họa 2D cho đến dựng hình 3D luôn. Và mình không biết ngành dựng hình 3D là ngành gì và mình đã nhấn vào xem thử. Thì trong đó có để một cái video giới thiệu về cái ngành này. Và khi mình xem qua thì mình thấy là wow, cái ngành này thật là đặc biệt nha. Tại vì mình có thể tạo ra được những cái nhân vật trong thế giới 3D đó các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là những cái nhân vật này được xuất hiện trong game. Mà ngày xưa lúc mình còn nhỏ thì mình rất là thích chơi game. Từ game online cho tới game offline luôn ha, mình rất là thích chơi game luôn. Và khi mà mình lớn lên thì mình cũng rất là thích xem phim hoạt hình 3D nữa. Những cái bộ phim hoạt hình của Disney nè, của Pixar nè, mình đều xem qua hết. Và mình thật sự cảm thấy thích cái việc mà tạo ra được những cái nhân vật như vậy đó. Nhưng lúc đó là mình chưa hề biết làm thế nào để tạo được những cái nhân vật đó nha. Cho đến khi mà mình xem video giới thiệu về cái ngành này á, thì mình mới biết là à, thì ra là nhân vật đó được tạo ra như thế này nè. Và cái ngành nghề đó đó được đào tạo tại chính VTC Academy luôn. Và thế là mình đã quyết định là mình sẽ book một ngày để lên VTC để được tư vấn, để được các anh chị ở đây tư vấn. Và không biết là hên xui như thế nào đó mà ngày hôm đó khi mà mình lên tới VTC đấy, thì mình đã lên trúng ngay cái ngày mà được cho trải nghiệm học thử. Thì mình nhớ như in luôn, cái hôm đó là một cái hôm chiều khá là mát mẻ và trời có hơi gọi là hơi kẹt xe tí xíu các bạn. Và khi mà mình đến với VTC thì lúc này các anh chị tư vấn cho mình về ngành dựng hình 3D. Và sau đó thì mình đã được mời vào để mà trải nghiệm thử cái ngành 3D modeling này. Mình được một giảng viên tại VTC hướng dẫn cho mình cách tạo ra cái đầu của một nhân vật trong phim Avatar đó các bạn. Và các bạn biết không, đó là lần đầu tiên mà mình được tiếp xúc
với lại phần mềm ZBrush, cũng chính là cái phần mềm dựng hình 3D mà mình hiện tại là mình đang luyện tập đó các bạn. Và cái người thầy, cái người giảng viên trong ngày hôm đó mà hướng dẫn cho mình cách tạo dựng nên cái nhân vật đó chính là thầy Bảo. Thầy Bảo chính là người đầu tiên mà đã hướng dẫn cho mình cách tạo nên cái nhân vật đó ở trong thế giới của ZBrush, và đồng thời thầy Bảo cũng là người đã đào tạo và huấn luyện mình để mà tạo được những cái sản phẩm 3D hiện tại đó các bạn. Thì đó chính là cái cơ duyên đưa đẩy mình đến với VTC Academy để mà mình chọn nơi đây làm cái nơi phát triển sự nghiệp của mình sau này. Và đối với mình thì một người nghệ sĩ đó thì các bạn có rất là nhiều cái sự sáng tạo, rất là nhiều cái năng lượng tích cực. Thì khi mà các bạn đến với VTC á, các bạn sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh vậy đó. Các bạn sẽ tha hồ được sáng tạo, tha hồ được bay nhảy trong thế giới của VTC Academy, mà điển hình là mình. Các bạn đã thấy mình bay nhảy rất là nhiều rồi đúng không? Từ trong sân khấu cho tới những event á, các bạn đều thấy mình nhảy cà tưng cà tưng cà tưng vậy đó. Thì đối với mình thì mình thấy cái việc làm như vậy nó khá là vui á, mình được tạo những cái event cho các bạn tham gia thì mình rất là vui luôn. Và mình cũng mong á là các bạn cũng sẽ có được những cái trải nghiệm như vậy giống như mình tại VTC Academy. Và quan niệm của mình á là mình cứ làm hết mình những điều mà mình đam mê, những cái điều mà mình yêu thích thôi, và đừng có ngại gì cả. Và nhiều khi á mình cũng hay bị gọi là bí tưởng đó các bạn, mình không biết là làm thế nào để mà mình có được một cái gọi là nguồn ý tưởng nhiều như vậy để mà mình sản xuất ra được những cái sản phẩm cho nó ấn tượng nhất á. Thì khi mà đến với VTC á thì mình thật sự được tạo cảm hứng tại nơi này ha. Nơi này đã giúp cho mình có được rất rất là nhiều cái ý tưởng hay để mà mình triển khai nó thành một cái sản phẩm thực tế đấy. Cho nên là khi mà mình bí ý tưởng á thì mình chỉ việc tịnh tâm lại. Tâm hồn mình thanh tịnh, tâm trí của mình gọi là bình tĩnh trở lại, và tâm bất biến giữa dòng đời nghịch lý đó các bạn. Thì một thời gian sau, một thời gian ngắn sau thôi là mình sẽ có lại được ý tưởng đó ha. Và mình sẽ sử dụng cái ý tưởng đó để mình áp dụng vào trong những cái bài học tại VTC Academy này, rất là thú vị luôn các bạn nha. Rồi, tiếp sau đây sẽ là đến chuyên mục tâm sự chơi gì cùng Bảo. Thì như các bạn thấy á là khi mà các bạn lên VTC á thì lâu lâu các bạn sẽ thấy được hình bóng của mình lấp ló trên VTC ha. Thì khi á mà VTC có được những cái sự kiện á thì bản thân mình á mình thấy đây là một cái dịp để cho học viên của chúng ta tụ tập vui chơi với nhau, ăn chơi với nhau ở đây, và chúng ta sẽ có được những cái khoảnh khắc, những cái moment vui vẻ với nhau. Đó là lý do tại sao mà mình hay đề xuất với lại bên phía VTC á là có những cái sự kiện này kia, thì mình cũng mong muốn được đóng góp một tí xíu công sức của mình cho những cái sự kiện ở trên này. Đấy, cho nên là lâu lâu các bạn sẽ thấy á là sẽ có một khoảng thời gian mình ở trên VTC rất là nhiều luôn, và mình đã có được cơ hội rất là nhiều, được cộng tác với VTC để làm rất là nhiều cái sự kiện cho các bạn học viên á. Thì mình không biết là các bạn có thích những cái sự kiện đó hay không ha. Đa số là những cái sự kiện nó liên quan đến âm nhạc nè, nó liên quan đến game show, và nó liên quan đến những cái bữa tiệc như là Giáng sinh hoặc là lễ Tết gì đó, nói chung rất là nhiều luôn. Và tất cả những cái điều đó mà mình thực hiện á là với mong muốn á, là cho các bạn học viên có một cái sân chơi để mà các bạn thể hiện được hết tất cả những cái khả năng cũng như là cái đam mê của mình. Thì khi mà lâu lâu mấy bạn thấy các bạn học viên mà tụ tập lại với nhau rồi tụi mình tập chương trình văn nghệ, tập hát hò, rồi sắp xếp những cái bàn ghế lại với nhau á, là các bạn biết là mình sẽ có một cái sự kiện ở đây rồi đó. Và lúc đó là tụi mình sẽ sử dụng hết cái nguồn năng lượng hiện có để mà phối hợp với nhau và tạo ra được những cái sân chơi như vậy. Thì Bảo Bảo rất là mong là tương lai nếu mà mình có những cái sự kiện như vậy nữa đó thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hào hứng khi mà tham gia. Thì có một cái kỷ niệm như thế này nè các bạn, trong lúc mà tụi mình đang tập văn nghệ với nhau á thì vô tình cái mic nó hết pin các bạn. Lúc đó là mình loay hoay mình tìm viên pin hoài, mình không biết là cái viên pin nó ở đâu hết. Thì lúc đó là có một chị ở trong bên phía khối văn phòng á đã đi ra và thay pin giùm mình luôn ngay tại lúc đó luôn.
Và mình cảm nhận được đó là các anh chị nơi này rất là nhiệt tình với lại học viên chúng mình á, lúc nào cũng xả hết năng lượng, xả thân hết năng lượng ha, để giúp đỡ cho học viên của mình có được những cái khoảnh khắc quý báu với nhau như vậy. Thì mình cảm thấy rất là quý các anh chị nơi đây, các anh chị rất là nhiệt tình và chưa kể là ai cũng beautiful hết trơn á, thành ra là mình thấy là mình rất là hãnh diện khi mà có được một cái môi trường học tập và làm việc có lành mạnh và chất lượng như thế này ha. Thì có lâu lâu các bạn, có một số bạn hay hỏi mình đó là Bảo ơi Bảo, em làm sự kiện nhiều quá rồi, mới em tốt nghiệp ra trường rồi ai gánh team cho em? Thì các bạn biết sao không, có một số người đó, họ cũng, một số bạn học viên đó, họ cũng an tâm á, họ cũng hỏi là cái thời gian mà mình làm sự kiện nhiều như vậy đó, rồi thời gian đâu để mà mình học, rồi thời gian đâu để mà mình làm những công việc cá nhân. Thì bản thân mình á, mình luôn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và việc chơi nha các bạn, luôn luôn cân bằng giữa việc học và việc chơi. Tại vì người ta nói là học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ đúng không, còn chơi mà không học đó là mất luôn cái tương lai đó. Thành ra là bản thân mình á, khi mà mình thực hiện một cái sự kiện nào đó, mình luôn cố gắng sắp xếp thời gian, các môn học của mình á, nó đều phải xong xuôi hoàn thiện hết, rồi sau đó là mình sẽ nhín một tí xíu thời gian trong ngày để mà mình xây dựng những cái ý tưởng để mà làm sự kiện cho học viên tham gia. Thì rất là nhiều cái thời gian mà mình đã thực hiện vừa học và vừa chơi như vậy đó, thì mình cảm thấy là cũng là một cái cơ hội đó các bạn, để cho bản thân mình được trau dồi những cái kỹ năng làm việc cũng như là quản lý thời gian của mình. Và mình nghĩ là tất cả các bạn ở nơi đây cũng gặp khó khăn ít nhiều trong cái vấn đề quản lý thời gian đúng không? Và mình cũng không hề giỏi giang gì trong cái vấn đề đó đâu. Có một vài lần mình cũng đã hay bị bể thời gian rất là nhiều luôn. Nhưng mà dần dần thì mình cũng đã cân bằng được giữa cái việc mà học và cái việc mình chơi như thế nào đó để cho nó phù hợp với nhau. Cho nên các bạn nhớ nha, khi mà các bạn học tại VTC á, thì các bạn hãy cân bằng giữa việc các bạn học với lại cái việc mà các bạn chơi, để giúp cho cái cuộc sống của mình nó cảm thấy thoải mái hơn, nó thư giãn hơn. Thì như các bạn thấy đó, mình dành rất là nhiều thời gian để mà xây những cái chương trình event dành cho học viên á, là đó là tất cả những cái tâm huyết của mình. Mình muốn tận dụng cái khoảng thời gian này để mà tạo ra thật là nhiều những cái sự kiện giúp cho các bạn học viên có một cái sân chơi để mà các bạn vui chơi, các bạn giao lưu với nhau. Thì mình cũng đã cố gắng lăn xả hết mình vì tất cả những bạn học viên tại VTC Academy này. Và mình cũng, đó cũng là cái niềm tâm huyết của mình á, mình muốn dành trọn cái khoảng thời gian này để giúp cho các bạn cảm nhận được là một phần thanh xuân của mình nó cũng có ý nghĩa. Như các bạn học xong rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là thời gian của các bạn học nó sẽ khá là nặng. Và chính vì nó nặng như vậy đó, thành ra là các bạn cần có một sân chơi để chúng ta có thể thư giãn với nhau, chúng ta có thể có những cái khoảnh khắc nó vui vẻ với nhau. Và mình sẽ dành nhiều cái thời gian hơn cho những người bạn của mình, những người học viên, đồng đội của mình đó. Đó là lý do tại sao mà mình sẽ làm được rất là nhiều những cái sản phẩm với lại những cái người bạn học viên của mình. Và những cái sự kiện event như vậy cũng sẽ là những cái dịp để cho các bạn có thể kết nối tinh thần với nhau. Và bản thân mình thì mình đồng hành tại VTC này một thời gian cũng khá là dài rồi đó. Thành ra là mình cũng sắp sửa ra trường rồi các bạn ạ. Và mình cũng mong muốn là những cái kiến thức mà mình học được sau này sẽ có thể sử dụng hành nghề. Và mình cũng muốn là với cái talk show ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn những kiến thức để giúp cho các bạn có thêm những cái hành trang để sau này các bạn đi làm không bị bỡ ngỡ. Thì những cái kiến thức tại VTC học rất là nhiều và rất là nặng luôn. Thì các bạn nhớ chú ý lắng nghe những gì thầy cô giảng, cũng như là các bạn nhớ là bài tập. Và các bạn hãy sử dụng hết khả năng sáng tạo cũng như là năng lực làm việc của mình để làm những bài tập mà thầy cô giao. Những cái bài tập này các bạn làm một mình thì chắc chắn nó sẽ khá là nặng, cho nên là các bạn nên làm việc theo nhóm thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Và đó cũng chính là cái mô hình mà VTC đang hướng đến. VTC muốn đào tạo các bạn theo một cái hình thức là làm việc theo nhóm, teamwork, để các bạn tạo ra những cái sản phẩm chất lượng nhất. Và tin mình đi, khi các bạn làm việc theo nhóm thì cái sản phẩm lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn là sản phẩm làm cá nhân hết á. Cho nên là các bạn hãy cố gắng hết sức để mà kết nối các bạn học viên lại với nhau để mà làm việc ha. Và tất cả những cái kiến thức mà thầy cô giảng dạy cho các bạn thì sẽ không có thừa. Các bạn hãy nhớ học thuộc để sau này chúng ta áp dụng vào những cái công ty mà chúng ta làm việc á, thì các bạn sẽ không cảm thấy bị bỡ ngỡ với lại môi trường làm việc tại nơi đây.
ý kiến là có lời khuyên nào dành cho các bạn học viên hay không, thì mình muốn các bạn có một khoảng thời gian học tập cháy hết mình và thể hiện hết con người của mình khi các bạn tham gia vào những sự kiện tại VSA Academy, cũng như là các bạn hãy học thật tốt để sau này với những kiến thức đó thì các bạn có thể sử dụng để các bạn đi làm tại công ty, thì đó sẽ là những cái hành trang rất là quý báu dành cho các bạn học viên. Và niềm vui của một người làm chương trình đó là khi chúng ta làm chương trình, chúng ta có khán giả đến xem, chúng ta có người ủng hộ, thì mình và ekip đó, khi mà mình làm một cái event nào đó thì niềm mong mỏi lớn nhất của mình đó chính là được các bạn học viên đến tham gia và ủng hộ nhiệt tình cho event đó. Thành ra là mình mong muốn là khi mà VTC tổ chức thêm nhiều nhiều những cái event dành cho học viên nữa đó, thì các bạn hãy nhớ đến tham gia và ủng hộ hết mình nha. Và mình sẽ cảm thấy là khi mà mình làm event cho các bạn tham gia nhiều, tham gia nhiệt tình á, thì mình sẽ cảm thấy là công sức của mình đã được đền đáp vậy đó. Và VTC sẽ cố gắng hết mình để giúp cho tất cả các bạn có một cái khoảng thời gian, có những cái sự kiện để mà các bạn có thể vui chơi với nhau. Và qua những cái sự kiện này thì các bạn sẽ có cơ hội được thể hiện hết con người, khả năng của mình, cũng như là thể hiện cái tôi và cái chất riêng của các bạn. Cho nên là các bạn đừng ngại khi tham gia những cái sự kiện như thế này nhé. Và bản thân mình thì cũng đã sắp sửa tốt nghiệp rồi, thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến VTC Academy đã cho mình có được cơ hội để mà mình tung hoành ngang dọc tại nơi đây, thỏa sức sáng tạo và thỏa sức sống với niềm đam mê, cũng như là thể hiện được cái chất riêng của mình. Và mình cũng mong muốn các bạn học viên khi mà theo học tại VTC Academy, các bạn cũng hãy thể hiện hết khả năng của mình, vì đây là một cái môi trường huấn luyện các bạn để giúp cho các bạn trở thành những người làm nghề sau này. Và còn nhiều quý hơn một người làm nghề khi mà các bạn được sống với lại nghề nghiệp của các bạn và các bạn được làm việc cho một môi trường mở giống như VTC Academy. Còn đối với Bảo Bảo thì mình mong muốn là sau này khi mà mình đi làm, mình cũng sẽ sống hết mình với nghề và sẽ cháy hết mình với nghề, cũng giống như là lúc mình đang đi học vậy đó. Và mình một lần nữa ha, mình xin gửi lời cảm ơn đến VTC Academy đã chắp cánh ước mơ cho mình, đã giúp cho mình sống hết được cái tuổi thanh xuân tại VTC Academy và thể hiện hết được khả năng của mình. Và mình cũng chúc cho các bạn học viên đang học tại VTC Academy, các bạn sẽ hoàn thành khóa học của mình một cách xuất sắc nhất và các bạn sẽ có được nhiều kết quả thật là tốt để cho sau này khi chúng ta đi làm, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến với Talk Show ngày hôm nay của VTC Academy. Các bạn nhớ nha, chương trình của chúng ta được phát sóng hàng tuần vào sáng chủ nhật tại fanpage của VTC Academy. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến VTC Academy và gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn học viên rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo. Xin chào!